Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe chở đoàn khách du lịch 48 người lao xuống vực. Tai nạn xảy ra tại đèo Cùi Trỏ trên quốc lộ 20 khiến nhiều người bị thương. Cụ thể, khoảng 15 giờ 15 phút chiều mùng 1 tháng 7, xe dường nằm biển kiểm soát 61B02973 chở 48 người đang lưu thông trên quốc lộ 28. Từ huyện Đắk Long ra thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, khi đến dốc cùi trỏ thuộc xã Quảng Khê, Đắk Long, chiếc xe bất ngờ mất lái rồi lao xuống vực sâu. Ngay sau đó, những người trên xe và người đi đường đã hỗ trợ đưa các nạn nhân lên đường. Lực lượng chức năng cũng có mặt kịp thời phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.